vui. Có thật là giáo xứ của người cô rồi mới sinh. Chú quý vị biết là trước mỗi lễ thì chúng ta cũng đọc có cái phần chứng kinh đúng không ạ? Thì đúng vào ngày tháng 10 như hôm nay thì vào trước lễ, người chứng kinh thường thường là một người rất là đạo đức và thuộc kinh. Thì hôm đó tôi ăn chứng kinh bình thường rồi cho tới kinh cầu đức bà thì đang đọc ngon lành đức bà là nhân đức thì tổng đoàn đáp lại là cầu cho chúng con đức bà là tòa đức khôn ngoan cầu cho chúng con đức bà cho chúng con vui mừng cầu cho chúng con thì xuống đến đó rồi thì ông ta tự nhiên làm sao thì ông lại quên hẳn luôn, biết làm sao tiếp tục nữa. Ông không biết mình nói tới đâu và tiếp tục như thế nào. Ông đứng quay nhìn đến đức mẹ và cẩn mơ rằng đức bà mong con đứng đó thì cả cộng đoàn cũng đáp lại cầu cho chúng con đức bà tánh vẫn thoa sao cầu cho chúng con đức bà đứng đó nhìn con cười cười thì đến lúc đó một đồng vẫn cứ nói cầu cho chúng con đáp lại như vậy thì ông như vậy rồi Bye-bye.
Bà là